Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta sẽ là mãi mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống phá, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, put the love to me, chase up. You are fine. Nếu muốn dừng lại, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ mở cạnh bên nhau. Mọi người ơi, Kim đã trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì Kim sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng son hết sức là xịn sò đến từ Nhật Bản. Dòng son Yurika. Đây là dòng son lì không chì. Chất son là làm từ sáp ong với dầu thiên nhiên, đảm bảo là sẽ mềm mịn mà không có trôi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái dòng son Yurika cho cả nhà nha. Bạn Mỹ Nguyên, 5 cây hả? Rồi đúng luôn á bạn. Dòng son này là có 5 màu, bạn chọn 5 cây là đúng chính xác luôn á. Chốt đơn anh hả? Anh nói chốt đơn. Bạn Đình Khiêm, trời 8 cây cho anh Khiêm nè trời. Biết mua ghê á. Chốt đơn, anh hả chốt đơn. Có ai đâu chốt đơn. Thôi bây giờ không để cả nhà đợi lâu nữa nha. Bây giờ Kim sẽ giới thiệu dòng son Yurika cho cả nhà. Trời cái hộp này là quá xuất sắc luôn. Cả nhà coi bao bì nó dễ thương gì đâu. Màu hồng dễ thương. Bây giờ mình mở ra test thử nha. Đó, coi nè, coi. Cái hộp này là 2 cây nha cả nhà. Thôi bây giờ mình đi chi tiết cho sản phẩm luôn cả nhà nha. Trời ơi, cái son này có 5 màu. Đảm bảo 5 màu cá tính, không đụng hàng ở đâu luôn cả nhà. Rồi, đây là cái son Yurika của chúng ta nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Mẫu mã hết sức là sang trọng luôn. Rồi, mở ra test thử nha. Mới để đó mà. Rồi, cây này là chắc chắn có luôn cả nhà. Màu số 03, màu cam đất cá tính nha. Rồi bây giờ Kim không đợi để cả nhà đợi lâu nữa. Bây giờ Kim sẽ test thử lên tay cho cả nhà xem luôn nha. Mà đặc biệt á mọi người ơi, cái màu son này á là son lì, không chì mà lại lâu trôi nữa. Thiết kế son chắc chắn không bao giờ gãy luôn cả nhà xem nè. Đó, bây giờ Kim mở ra test thử cho cả nhà xem nha. Chắc chắn lắm, son không bao giờ gãy luôn. Nè, lo quyết đâu. Đấy con nè. Không to vậy trời. Sao không có hộp nào có son vậy nè. Tôi không biết. Lý Di Ngọc Trai. Cần là giải thích. Giải thích đi kìa. Thì ban đầu em tính thoa thử thôi, sau đó trả lại cho chị mà. Cái gì? Thoa thử? Mà em nhắc vậy hả? Nè nè, em coi cái son của người ta sang xịn mịn như vậy nè, mà em nói thoa thử? Rồi khách hàng nào mua nữa? Thì nó xin em mới thoa thử. Sau em thấy nó đẹp quá nên em bứt, em bỏ vào túi để xài dần. Sau này em có tiền em tả chị. Nhưng mà tay này tự nhiên nó giấu đi. Thì giấu lại trong hộp nè. Đấy, giấu ở trong hộp. Sao em lấy 5 cây để cho đủ tông màu luôn. Còn đủ tông màu nữa hả? Không nói nhiều, đền tiền đi. Đúng rồi, đền tiền cho chị tôi đi. Nhưng mà em không có tiền. Không cần biết, đền tiền cho chị tôi kìa. Nè, nói cậu luôn đó, cậu trai. Em liên quan gì mà đền? Đây là tội phạm, còn đây là đồng phạm. Không nói nhiều, hai đứa đền tiền đi. Tụi em không có. Vậy thì đi làm thêm đi. Hả? Tụi nó không đúng hả? Thì hè này tụi nó đâu đi học đâu. Ở nhà không làm gì thì đi làm kiếm tiền trả nợ. Vậy không tốt hơn sao? Nè, bà đúng là sáng suốt. Hai đứa đi làm thêm, kiếm tiền trả chị nha.
Không là không. Chị, coi như là chị nể mặt em đi. Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy nhóc? Nãy giờ chị nhẹ nhàng là chị nể mặt cho em lắm rồi đó. Chẳng qua là em muốn giúp tụi nhỏ, có việc làm thêm thôi. Giúp tụi nhỏ hay muốn lấy le với bạn gái? Ủa, cái chuyện này đâu có liên quan tới bạn gái em đâu. Không liên quan mà em dắt hai đứa em của nó tới đây xin việc. À, thì đúng á, tụi nó là em của bạn gái em. Nhưng mà em tuyển tụi nó là vì tụi nó có tố chất công việc phù hợp với quán của mình. Thì nhìn tụi nó đi, tụi nó siêng năng, cần cù, chăm chỉ và vô cùng ngoan ngoãn nữa. Thiệt hả? Thiệt, chị nhìn tụi nó đi, tụi nó là chăm chỉ, siêng năng và vô cùng ngoan ngoãn nữa. Nhẫn đi. Đâu? Sao mày quýnh tao? Sao mày quýnh tao? Mày nữa, mày á. Mày nữa. Thiệt hả? Chị thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Em xin đảm bảo lấy danh dự của mình ra để đảm bảo cho tụi nó. Chị đồng ý nha. Danh dự? Chị thử việc 3 tháng 85% lương. Cảm ơn chị. Mày ở lại chỗ này. Mày đến tao trước. Mày đến tao trước. Chơi chơi chơi. Xong á, thanh toán xong thì em đưa số cho khách rồi mời khách ra ngoài chờ, ok? Dạ, anh yên tâm, tại vì em học kế toán á. Ừ, anh biết nên là mới đưa cho em vị trí đó đó. Có gì thì cứ gọi cho anh nha, ráng lên. Em á, là em đang làm việc dựa trên danh dự của anh đó. Dạ, em sẽ cố gắng giữ cho danh dự của anh được khô ráo, anh yên tâm. Cố lên. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Thì đó, mày nghĩ sao cái con bánh bèo đó mà nó dám chặn đường xe tao? Trời đất ơi, chặn ngang xe tao là tao đâu có vừa mày. Tao đuổi theo 10 cây số. Mà đã đuổi theo 10 cây số, vừa tới đèn đỏ tao nhảy xuống một cái là tao đi đường quyền liền. Tao đi đường quyền mà nguyên một cái ngã tư ha, ai cũng đứng nhìn tao. Người ta không chịu đi. Mày có biết lúc đó tao là gì không? Chị, cho em hỏi là chị muốn dùng gì vậy? Đợi chị chút, chị sắp tắt máy rồi nha. Không ấy, chị đứng xịt qua một bên để cho người ở dưới lên kêu trước được không? Bạn ơi, đợi mình chút nha. Bé nói sao? Bé kêu chị xích quang bên hả? Dạ. Cưng nghĩ sao vậy Cưng? Chị tới trước, chị đứng đây thì phải để chị order trước chứ. Nghĩ sao kêu chị đứng xịt quang bên? Sao Cưng không kêu chị mua nước bao hết cái quán này luôn đi? Chị đẹp chứ chị đâu có điên. Chị có tiền chứ chị đâu có rảnh đó mà làm từ thiện. Trời đất ơi. Nhìn anh này cũng vừa miệng nên chắc chị sẽ làm từ thiện. Cảm ơn. Em cứ thoải mái kêu món, anh không ngại. Ý anh là nhường em gọi trước hả? Đúng rồi, em gọi đi. Dạ. Thì đương nhiên là em gọi trước rồi. Em đứng trước mà, chứ không lẽ anh đứng trước mà anh nhảy lên anh gọi? Đàn ông con trai cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Trời đất ơi, thấy phụ nữ thì phải biết nhường chứ. Nghĩ làm sao mà tính giành chỗ người ta vậy? Kỳ cục, dáng nhìn cũng bảnh tỏ quá mà sao ăn nói gì mà trời ơi. Nhìn cái gì? Đứng nửa tiếng đồng hồ nữa chưa order được ly nước nữa. Muốn gì? À, chị ơi, hình như là chị vừa mới đuổi hết khách của quán em luôn á. À, em nói cái gì vậy? Em giảng đạo chị hả? Dạ. Mấy người nói đạo lý là chị đem đi cân ký. Hey, hôm nay chị mệt rồi, chị không muốn uống nữa, chị muốn ăn. Dạ, quán của em có nhiều loại bánh lắm chị. Bánh chi nè, bánh chi chanh dây nè, bánh cà phê nè. Chết mi nớt, em đang nói cái gì vậy? Dạ, thì em đang gợi ý cho chị. Chị đâu có mượn em đâu. Chị có chính kiến riêng của chị. Nếu em thích thì tại sao không kêu món, xong rồi dẫn chị ra bàn đút chị ăn luôn đi. Mấy người thiệt tình á, chỉ muốn bán mau mau cho hết hàng thôi, chứ làm sao mà hiểu nổi tâm tư cảm giác của khách hàng như tôi. Sống chậm lại đi em. Dạ, thì em đang sống chậm, trải lòng mình ra để em đợi chị kêu món, em hầu hạ chị đó. Thôi, không muốn nghe gì nữa hết. Có bánh gì vậy? Dạ, quán em bữa nay có chi nè, chi trên dây nè, chi... Ai mượn vậy? Lanh quá. Bánh đầu tiên là gì? Chi gì đó? Dạ, chi trên dây. Cho cái đó đi. Thêm sữa cho nó béo. Dạ đúng rồi đó chị. Chị chọn món đó là đúng rồi đó. Món đó là quán em là ngon nhất rồi đó. Em cũng thích bỏ lên sữa lên cho nó nhiều á. Béo ơi là béo luôn á chị. Em cũng thích thêm sữa hả? Dạ. Em cũng thích món đó luôn. Giữ ăn mình đi em. Chị không thích sở thích của chị bị trùng với người khác. Vậy chị có muốn gọi thêm gì nữa không ạ? Có nước không? Dạ có. Cho một ly sữa tươi chân trâu đường đen size L. À, ý chị là size bự luôn phải không chị?
Ý em nói chị mập. Dạ không có, không có. Ý em đang muốn nói cho chị biết á là size M của quán em đang được giảm 10% nữa đó chị. 10%? Dạ. Ý em là sao? Ý em là nói chị không có tiền mua. Ý em là chị phải uống đồ khuyến mãi. Ý em là những người phụ nữ tựa dưới miệt Đồng Tháp lên đây lập nghiệp là không có tiền, là phải vừa phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tay lắm chân bụt, lên đây thuê nhà trọ không có tiền đóng nhà trọ thì bị chủ nhà trọ đuổi, mới đây chồng ly dị. Ý em là chị kêu khổ chị không có tiền để uống nước. Dạ nhưng mà chị đang nói về cuộc đời của chị. Em giỡn với chị hả? Dạ không, em không biết cuộc đời của chị nghèo khổ. Thôi mệt quá, nói nhiều quá tôi không muốn nghe nữa. Ôi đờ lẹ đi rồi mắc cái gì mà hết hết. Dạ rồi em... có bấm được không? Dạ được em. Ôi đờ nhanh lên. Dạ em cái gì hết cái gì nước em... nở cái gì mắc gì em gì em sai phải nói đi chứ, muốn gì hả? Nói ai làm gì đâu khóc đấy. Chuyện gì mồ màu vậy? Cô là ai vậy? Dạ chào chị, em là chủ quán. Chủ quán? Cô coi đó, nhân viên của cô order có một ly nước cho khách thôi mà cũng không xong. Em xin lỗi chị nhiều nha, để có gì em dạy lại nhân viên của mình. Chị bất giận giùm em, chị thông cảm cho tụi em nha. Thông cảm? Nhưng mà ảnh hưởng tới tôi. Ảnh hưởng cái gì vậy chị? Trời đất ơi, ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Nhân viên của cô biết nói gì không? Nói tôi mập. Không có em. Nói tôi béo. Nhân viên của cô chê tôi từ cái miệt vườn Đồng Tháp lên đây không có tiền, quê mùa, chân tay phèn đất. Dạ không, em không có nói gì đâu chị. Ảnh hưởng tới danh dự của tôi, tổn thương trầm trọng. Cô giải quyết đi. Em không có nói vậy. Em xin lỗi chị nhiều nha. Vậy để bây giờ em sẽ order giúp chị. Vô đi. Chuyện gì mọi người? Ngọc trai, chuyện gì em? Em nín coi, em bình tĩnh cho anh coi. Nè, làm gì mà nạt nhỏ vậy? Có thấy nó đang bấn loạn, đang khủng hoảng không? Không biết an ủi nó hả? Tôi là chẳng qua là đang muốn lập lại trật tự thôi mà. Trật tự cái gì? Trật tự mà cự thằng nhỏ vậy đó hả? Lập trật tự thì phải nói nhẹ nhàng. Cái quán gì mà làm ăn kỳ cục, bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ hả? Tôi sẽ báo công an bắt mấy người. Em 19 tuổi rồi, em đi học sinh viên năm nhất, em đang đi làm thêm. Nếu vậy thì đừng có than thở, đi làm thì lo làm tốt công việc của mình đi em. Trời đất ơi, 19 tuổi rồi thì đi làm phải cố gắng hiểu không? Kiếm sống đâu phải dễ đâu em. Hay đúng là suy nghĩ của con nít ranh. Này, mày vào đây làm cái gì? Hồi nãy cô kêu tôi gọi nước lại á. Bây giờ tôi order lại nha. Dù đau ta vẫn luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mây bay cao quá không chúng ta biết sẽ. We fly. Có thể lo chung như chạy dốc. You are fine. Nếu muốn dừng lại hành vi, mình cùng chung chi hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.